Sau khi chúng ta thực hiện xong quá trình dàn dựng cái sự phim của chúng ta muốn xuất nó ra một cái AV, một clip AV mới, thì chúng ta sẽ vào nút Start, nút Tool, chúng ta sử dụng chức năng Fill Screen, thì nó cũng giống như cái tương tự như lệnh Excel, và chúng ta sẽ chọn cái thư mục để gửi cái AV chúng ta, và chúng ta có thể là đặt lại cái tên này tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta nhấn vào click click Direct thì nó sẽ tự động nó gửi vào lại timeline cho chúng ta, hoặc chúng ta click nó bỏ nó ra. Và tiếp theo chúng ta xuất ra DVD và SVCD thì như thế nào? Khi chúng ta click chuột vào cái mục Export DVD hay SVCD, nó sẽ hiện lên một cái bảng giao diện, một cái bảng giao diện để cho chúng ta xuất ra từng cái chuẩn riêng lẻ. Ví dụ như video CD thì chúng ta sẽ chọn video CD, và cái phần destination thì chúng ta chọn ở chế độ fast good, thì good nó sẽ chậm hơn, và warning thì chúng ta muốn nó ghi hẳn luôn ở đĩa thì chúng ta sẽ cho không click vào dòng đơn bên và ghi bao nhiêu đĩa, và ngược lại chúng ta chỉ cần xuất ra một cái file, xuất ra một cái file thì chúng ta sẽ chọn cái file đó, chọn cái file, tên file đó, cái tên file nó sẽ hiển thị là tên thực tập giống như trên trên màn hình của chúng ta. Đây các anh chị thấy cái dấu mờ mờ, nó có tên là thực tập embed, và chúng ta sẽ được chọn cái đường dẫn để chúng ta đưa cái file này ra ngoài ổ đĩa. Ta sẽ chọn cái đường dẫn. Ở đây thì nó để trong thư mục app render thực tập. Cũng tương tự như video CD thì Super CD hay DVD đều giống nhau. Thì chúng ta trong cái DVD thì chúng ta sẽ chọn một trong những cái chuẩn email của DVD. Ví dụ như chúng ta chọn DVD VOP 1 hay VOP 2 thì nó sẽ tạo một cái hệ thống thư mục. Đây các anh chị thấy nó sẽ tạo một cái hệ thống thư mục có tên là video TS, video TS. Sau đó chúng ta trong quá trình nó export ra MS2 xong rồi mà chúng ta cần ghi một cái đĩa thứ hai thì chúng ta chỉ cần vào email để load cái email là folder hay là video email, thì nó sẽ ghi ra một cái file nó gọi là img chấm email, và nó hiện lên một khung hình cho phép chúng ta chọn cái bitrate. Cái bitrate là variable hay là constant thì để phù hợp với độ dài của phim. Giả sử phim chúng ta 2 tiếng thì chúng ta sẽ chọn 40, và ngắn hơn thì chúng ta sẽ chọn những cái thông số tương ứng bằng cái dung lượng 4GB của chúng ta. Để xuất ra DVD mà nó đẹp mắt thì các anh chị cần phải tạo cho DVD một cái menu Edison Pro cung cấp cho các anh chị tạo được cái menu DVD động hoặc là tĩnh. Thì chúng ta sẽ tạo menu như thế nào? Chúng ta sẽ vào cái icon DVD menu viewer. Chúng ta kích hoạt cái DVD. Thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ xuất hiện cái giao diện là những cái template về menu. Và chúng ta sẽ chọn một trong những cái template này để làm cái menu DVD cho chúng ta chẳng hạn. Tôi chọn một cái template có 3 ô. Sau khi các anh chị chọn, nó sẽ hiện lên một cái khung hình AutoCling. Thì các anh chị một là sử dụng những cái đánh dấu clip maker, và ví dụ các anh chị chọn hết tất cả những cái này, anh chị có thể bỏ cái thằng menu ra, và chúng ta chỉ lấy những clip, những cái kỹ xảo mà thôi, và chúng ta apply nó. Và cái giao diện màn hình tiếp theo nó sẽ hiện ra cho các anh chị thấy, thì chúng ta sẽ link những cái sụp này như thế nào. Giả sử chúng ta chỉ chọn auto link thì nó sẽ chọn những cái phần
như mà trên chúng ta đã làm. Và ở đây chúng ta sẽ đánh dấu những cái clip mà chúng ta mặc in mặc out, hoặc là chúng ta chỉ chọn những cái clip mà chúng ta đánh dấu maker. Nếu các anh chị click vào clip in thì nó sẽ chọn hết, và chúng ta sẽ chọn những cái đánh dấu cái clip mà chúng ta đã đánh dấu như ở dưới đây. Thì các anh chị thấy những đánh dấu những clip này ở cái thăm có số máy số 5, hoặc là chúng ta sẽ chọn hết. Thì anh chị chọn những cái thằng nào thì chúng ta sẽ lấy như thằng đó. Và sau khi chúng ta chọn lựa xong rồi, chúng ta sẽ vô ra một master 2, thực tập một master 2, và chúng ta sẽ apply nó. Thì các anh chị thấy nó sẽ tự động nó link. Giả sử ở đây chúng ta chỉ có hai chapter thôi, thì nó set hai chapter này của chúng ta vào. Đây chúng ta có tất cả là 3 chapter, nhưng chapter của chúng ta, chapter thứ 3 là chapter trống. Do đó chúng ta dư một khung. Thì chúng ta muốn sửa chữa cái giao diện này thì chúng ta sẽ vào Edit Menu. Thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện để cho các anh chị sửa chữa. Giả sử chúng ta đã dư một khung thì chúng ta sẽ xóa cái khung này đi, hay là chúng ta thêm bớt bằng cách chúng ta vào cái button. Thì các anh chị nhấn vào cái nút bàn tay bên dưới, nó sẽ hiện lên những cái button để cho chúng ta chọn những cái khung. Ví dụ ta chọn khung này thì chúng ta sẽ gấp nó ra đây, hoặc là chúng ta delete nó đi. Nếu chúng ta làm menu tĩnh thì chúng ta sẽ để theo như chế độ này và nhấn OK. Chương trình nó sẽ refresh lại cái chế độ của chúng ta. Đây các anh chị thấy chúng ta có chapter 1 và chapter 2. Thì chúng ta muốn thay đổi cái highlight này thì chúng ta thay đổi như thế nào? Ví dụ các anh chị muốn thay đổi highlight thì chúng ta sẽ vào cái highlight, chúng ta chọn color 2. Ví dụ tôi muốn nó màu vàng thì tôi sẽ dùng cái bút tôi chỉ màu vàng. Đây các anh chị thấy nó sẽ chuyển sang màu vàng. Và tôi qua cái review tôi xem lại cái menu của tôi. Đây các anh chị thấy của chúng ta, menu của chúng ta. Và ngược lại, các anh chị muốn làm menu đồng thì như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ làm những cái icon đồng. Giả sử tôi muốn icon đồng là cái icon mà chúng ta đã chia từ trước, thì các anh chị chú ý chúng ta sẽ chọn cái cửa sổ của khung hình icon, và chúng ta thấy cái phím animatic icon này nó hiển thị lên, nó hiển thị lên rõ ràng. Mà muốn cái phím này hiển thị thì lúc quá trình các anh chị auto link thì chúng ta không có được click vào clip in, tại vì nó sẽ lấy đúng cái mặt khi mặt khao mà các anh chị đã chia chapter ở dưới đây thì nó mới hiển thị chính xác cái phần đó. Và khi mà animatic icon nó xuất hiện như vậy thì chúng ta sẽ gấp một clip đồng bỏ vào, chúng ta gấp một clip đồng chúng ta bỏ vào thì nó sẽ hiển thị qua trong suốt. Và các anh chị nhìn góc bên trái thì chúng ta sẽ review nó sẽ thấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ gấp một clip đồng chúng ta cũng bỏ vào cái button thứ hai, và các anh chị sẽ thấy được cái xuất động này khi các anh chị review menu. Đây các anh chị lưu ý cái xuất phim của chúng ta chuyển động ở trong đây và nó sẽ được lặp đi lặp lại. Vậy thì chúng ta làm background động thì như thế nào? Khi chúng ta làm background động thì chúng ta sẽ vào Edit Menu. Và chúng ta chọn bên phần background, chúng ta nhấn vào cái ký hiệu Transparency. Thì các anh chị thấy cái giao diện nó sẽ chuyển về màu đen, và chúng ta nhấn OK.
và tôi sẽ chọn một cái nền để tôi làm sụt động cho cái clip của tôi bằng cách tôi nhấn một cái clip tôi bỏ vào. Và các anh chị review thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có một cái menu động. Đây các anh chị thấy rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Và sau đó chúng ta thoát ra. Và chúng ta burn cái phim này ra thẳng DVD. Chúng ta sẽ burn cái này ra DVD qua cái công cụ tool và export DVD có được menu. Chúng ta có muốn bao nhiêu chapter thì chúng ta phải đánh dấu những cái set marker này từ lúc đầu, thì chúng ta sẽ có những cái chapter chính xác của nó. Trên đây là tôi vừa trình bày cho các anh chị nắm được cái quy trình về thao tác căn bản, tổ chức project, tạo những cái kỹ xảo, keyframe kỹ xảo, hiệu chỉnh kỹ xảo và xuất ra cái clip phim này thành DVD, VCD như thế nào. Xin chúc các anh chị thực tập và nắm bắt được những cái phần căn bản nhất của cái chương trình Edison Pro này. Và công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ các anh chị tiếp về cái quá trình khi mà chúng ta tiến hành vào những cái phần nâng cao.